Mitsubishi Spander 2022 xác nhận ra mắt vào ngày 11 tháng 11 sắp tới. Thương hiệu Nhật Bản xác nhận Mitsubishi Spander 2022 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 11 tháng 11 tại triển lãm GAIC Indo Indonesia International Auto Show 2021. Đây chính là lần nâng cấp đáng kể đầu tiên sau hơn 4 năm Spander có mặt trên thị trường. Ở năm 2020, tuy có bản facelift, nhưng chỉ được tinh chỉnh một số chi tiết nhỏ về ngoại hình và trang bị. Dựa vào ảnh teaser công bố, Spander 2022 có sự thay đổi rõ rệt ở phần đầu xe, với cụm đèn chiếu sáng LED được tạo hình mới, kiểu chữ T nằm ngang. Dải đèn định vị và đèn xi nhan LED mới được bố trí sát nắp capo, đồng thời thiết kế liền lạc với lưới tản nhiệt Dynamic siêu đặc trưng của Mitsubishi. Với những hình ảnh chạy thử nghiệm rò rỉ trước đó, cũng cho thấy mâm xe hợp kim dạng cánh quạt, cản sau và cụm đèn hậu bổ sung dải LED nối liền ở phần đuôi. Thông số kỹ thuật cũng như nội thất của Mitsubishi Spander 2022 hiện vẫn còn là ẩn số. Nhiều khả năng mẫu xe đa dụng Nhật Bản sẽ có thêm một vài tính năng mới để cạnh tranh với các đối thủ đồng hương như Nissan Livina, Toyota Avanza, Suzuki XL7 và Ertiga. Trước đó, vào tháng 3 năm 2021, CNN Indonesia từng đưa tin Mitsubishi tiến hành mở rộng nhà máy sản xuất xe hybrid ở đất nước vạn đảo, trong đó bao gồm một biến thể Spander dùng động cơ xăng lai điện. Hiện tại, Spander đang được trang bị động cơ xăng i4 1.5 lít, đi cùng hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Tại Việt Nam, Mitsubishi Spander là một đối thủ nặng ký khi liên tục đứng đầu phân khúc. Nhiều khả năng, Mitsubishi sẽ sớm giới thiệu Spander mới tại Việt Nam trong năm 2022 để bắt kịp xu hướng hồi phục của thị trường. Hiện tại, Spander được phân phối với mức giá 555 đến 670 triệu đồng, trong đó có 3 model nhập khẩu từ Indonesia là MT, Ad và Spander Cross, còn phiên bản đặc biệt lắp ráp trong nước có giá 630 triệu đồng. Cảm ơn bạn đã xem video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất tại Thế giới xe 360.